Theo thông tin từ Văn phòng Chính phủ, trước tình hình tiêu thụ lúa gạo khó khăn vì giá lúa giảm liên tục từ cuối năm 2018, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính phải sớm mua dự trữ 200.000 tấn gạo và 80.000 tấn thóc. Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu các tổng công ty lương thực nhà nước mua dự trữ 5% theo quy định, khẩn trương thực hiện sớm các kế hoạch xuất khẩu gạo. Bộ Công Thương tiếp tục cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tìm thị trường mới để tiêu thụ lúa cho người dân. Đầu tháng 2, giá lúa tươi giảm còn 4.200 đến 4.400 đồng 1 kg, giá thóc hạt dài giảm còn 4.500 đồng 1 kg. Khối lượng và giá trị xuất khẩu trong tháng 1 đều giảm. Nông dân khó khăn trong việc tiêu thụ lúa vừa thu hoạch từ vụ đông xuân, dù đây là vụ có sản lượng, năng suất cao và chất lượng tốt nhất trong năm. Nguyên nhân được cho là do một số thị trường vẫn còn lượng gạo dư từ năm 2018 nên chưa có nhu cầu nhập khẩu. Hệ thống thương lái chưa vào cuộc mạnh mẽ,